Ôi phía bên nó bự quá vậy. Đất nó sót hơn cái gì trồng hay sao? Cái này trồng. Ôi kìa kìa. Ôi chu cha cái củ nó bự kìa. Ôi giống bự nha, bự nha. Rồi có củ bự rồi nha. Bự mở ngắn. Nữa. Trời ở đây. Đó, đây kìa. Xin ơi, hình như là nó vô nó hay là nó ở dưới á. Ô củ bự. Cầm nón lá rồi đi theo đội rồi này kia đấy chứ đúng dân đó, nguyên củ bự kìa. Nó ăn cái đây. Đó, đó. Trời ơi, củ nó bự đó Năm. Củ năm rồi. Đó. Dạ nó ngoài này rồi. Nó ăn ăn ngồi luôn. Bên đây là Hoàng đang nướng sườn cù nha quý vị. Trời nó thơm quá trời Hoàng ơi. Cái này ai ướp vậy? Em ướp luôn. Hoàng ướp luôn không? Đó. Cái món mà sườn cù này là do Hoàng phụ trách nha quý vị. Nó ngon. Thơm quá. Cái món này đặc biệt là gà đúc lò. Gà đúc lò. Ồ, ôi trời ơi, quá trời hấp dẫn quý vị ơi. Đúc lò, đúc lò. Ồ, ngon lành luôn. Quá trời ngon luôn á. Anh canh nãy giờ. Anh Năm anh canh giờ nãy giờ mà. Bây giờ mình cắt ra cái mình mới chan cái nước kia lên cái rồi mình ăn. Chan lên mình đem vô đút lò lại. Mình chan lên rồi mình vô mình đút lò làm nữa. Sẽ trước này em đặt vài đường nữa là nó chín luôn. Mình phải đút lò làm nữa rồi nó thấm nước rồi mình mới đem mình ăn chứ. Đủ rồi. Ôi về đem vô nướng lại nữa ha Năm. Đúng rồi. Đang ghẹo anh á chứ này nó chín ngon quá trời luôn nè. Vô đút lò nha. Trời ơi, hello chị. Hello anh Hoàng. Trời ơi, đang đào mà đợi em á hả? Đó. Ôi khoai này khoai organic nha Năm. Trời ơi, bớt giỡn đi nha. Củ mày lớn luôn nè. Ghê chưa? Rồi người đẹp này đào đi chứ, đứng đây làm gì á? Thôi, đào đi, đào đi. Đào đi, ghê chưa? Đó kìa, anh nhìn kìa, chuyên nghiệp chưa? Đây nè, nhẹ 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 nhẹ, để dập củ. Nhẹ để dập củ em ơi. Đây, một củ nè. Trời ơi, nó organic nè. Hả Năm? Đừng hỏi mắc cỡ quá. Này khoai nhà chị Năm nha. Đây nè. Chị đưa em cái trên kìa. Cào lên hả? Đó, coi bả kìa, bả phá nè. Bự không? Đâu? Này nó không đều ở nhà. Chưa? Gì? Đó. Là cho đều không đều nè, coi bả nè, đó. Ôi Năm chơi cái đó nó đứt không Năm? Không mình lấy cái tay đi. Do bữa Hoàng nó đào nấu ấy rồi. Không chừng ở nhà Năm đi ổng lấy ổng khoai ổng luộc khoai rồi đó nha. Nè khoai lang nha, khoai lang nha. Ồ. Khoai lang organic nên nó không có bự nha. Organic mắc lắm á nha. Ờ kìa. Củ đỏ luôn ha. Ngọt lắm á. Không mình để tháng nữa mình đào được á. Ủa sao cái củ khoai nó màu đỏ đỏ vậy ta? Khoai đỏ mà. Ôi em cũng nghĩ nó ở dưới không? Em trồng em đâm cái cành nó xuống dưới đây mà. Làm mắc cỡ Hoàng. Chưa nó ngồi nó chưa bằng của thằng xem đâu. Thằng này nó non đào. Vậy cái này mình để tháng sau chắc bự hơn đó Năm ha. Thì đó, thôi mấy mình trôn lại đi. Ôi, bự nè. Oh, wow. Trời mừng ghê luôn. Cái này của sự nè. Mấy bà này thiệt chứ. Cái kia không cần của con xem nữa. Đó.
đó kìa, tùy theo dây á. Ôi phía bên nó bự quá vậy, đất nó sót hơn cái gì vậy? Chồng hay sao cái này, chồng ô kìa kìa, ôi chui ra cái cổ bự kìa, giống bự nha, bự nha. Rồi có cũng bự rồi nha, bự mở ngắn nữa. Hay là nó ở dưới á? Ô phụ bự không à. Không, hay là nó ở dưới không? Ok, nó mới cái nó lẻ lên. Nó bự ghê luôn rồi. Cầm cái mẹ. Ủa kêu anh Năm làm gì vậy? Nghe nó khôi nhà anh Năm tự quá. Ủa nó giấu cũ hay gì á? Nè, cậu có bự không nha? Đó, nó nằm ở dưới. Đừng có chê nha, nói gì chứ. Hay là nó nằm ở dưới á Năm ơi. Chị nghĩ nó ăn sâu đây nè. Ừ. Ôi trời ơi. Rồi chừng bà cuốc cái ngay củ khoai bây giờ. Nè, bự có, không nha, bự có, nha. Có củ bự lắm. Ôi. Nó nằm sâu ở dưới á Năm ơi. Kìa, em thấy cái màu rồi kìa. Chị thấy rồi nhưng mà giờ phải. Ăn quá chừng luôn. Có một miếng nhỏ xíu mà quá chừng cũ luôn. Trời, một mẫu của ta. Ủa nè, thấy không? Kìa nó đi sao quên kìa. Ôi cả đám ở đây luôn nè. Ôi nhẹ nhẹ để nó gãy, Ôi công nhận khôi nhà anh Năm kìa. Bộ củ trà bá luôn. Anh Năm bận làm gì chứ làm mà nhậu sao. Ở đó quá chừng luôn kìa, này không có lỗ vốn rồi. À có nghĩa là nó nằm nó sát sát trên đây nè bé. Ồ vậy đó, nó nằm bên đây luôn à. Ừ, Năm ơi. Nó đưa cái đuôi lên kìa. Nó đưa cái đuôi lên ngồi. Kìa kìa quay chủ nhà kìa. Quay nhà vườn ơi. À, hello anh Năm. Đó. Quá trời khổ hả? Quá trời luôn. Ở dưới nữa. Xung quanh nữa. Ở ngay chỗ Năm có con cũ đó. Cũ này. Ê ê ê, cũ hả? Phải không? Không, cái cây. Cũ này của anh Năm. Nó ngoài đây nữa rồi. Dạ, xin đây em mượn ngoài nữa. Trời ơi, quá trời luôn. Đó, không lỡ vốn. Cũng đỡ mấy phân bộ đen đen đó. Đó. Thiệt cái bộ. Em nghĩ bên đó còn không? Ở đúng ngoài đất thì sớm ha. Đó, còn á. Cũ gì vậy? Đó, đang cũ nữa nè. Nè, ở trong cũng nhỏ xíu à. Đó. Ở ngoài nó bự hơn. Chị nghĩ phía này nè quà. Đừng con dơ tay. Phải beo bao tay dơ con. Nó xa dữ vậy, nó sâu. Nó xích ngoài đây cũng có nè. Xem. Ở ngoài đó nó lại nhỏ nha, cũ bự ở trong đây không à. Đó. Em đào đất qua đây nè. Chút mình đưa vô lại. Dễ thấy. Ý thịt. Ủa sâu ghê. Lấy phương về sớm hả? Dạ. 4 giờ tiền đóng cửa rồi. Quay xong rồi quay cho cái anh nhà vườn phát biểu nha. Ừ. À gì? Năng suất năm nay. Năm nay bị thất mùa rồi. Phát biểu cảm nghĩ của anh con nhà vườn sang cái rừng dơ con. Phải sao không đã xít rồi đó. Đây con cũng nè. Con nhỏ. Đây đây đây. Con nhỏ nè. Đây nó mắc vô đây. Con nhỏ này nè. Đây nè. Ồ nó ăn đó. Ở đây nè. Ừ. Ra đây quá trời. Ngoài đó còn đó. Ủa phải đi được phải vàng đó em. Khoai vàng. Khoai vàng, khoai vàng. Nãy Năm không nói em ghé chợ Hồng Kông. Gì vậy? Em mua một thùng trong cái quần. Ý, có. Bao nhiêu cô? Cái này đủ vốn. Cái này Năm đầu tiên mà. Qua năm trồng mấy rò đi bán luôn mà. Cái gì lần đầu nó cũng bỡ ngỡ, nó cũng bất cỡ. Từ từ. Để nó ăn ghê không? Lấy cái tay mà ra kìa. Ở đây nghỉ rỉa nó ăn. Nói chứ khoai này chắc ngọt lắm á Năm. Khoai ngọt khoai mà. Khoai này giống con vịt quá đi. Nè.
tưởng tượng ghê sao. Tôi cứ nghĩ rồi nó đi cầm nón lá rồi đi theo đội rồi này kia để cho đúng dân dân đó, nguyên củ bự kìa. Nó ăn cái đây trời ơi, củ đó bự đó năm củ năm rồi nó ngoài đó rồi. Dạ, nó ngoài này rồi. Nó ăn ăn mồi luôn, nó ăn sao thăm lùi ra con đó. Hồi nãy đào lại nó mấy củ không bằng xem nữa, giờ là bằng sự luôn rồi. Ghế nó ghê thiệt ha. Ờ, nó nhảy lên. Con này nó ăn ra tới đây mà cũng còn củ này thấy không? Chồng có nhiều cây mà cũng được hết ha. Cái này mà nó ăn ra nhiều. Rồi, như chồng có một khoảnh gì mà như đây là cũng được lắm á chứ Nam. Đúng rồi, vậy là cũng thấy. Trời ơi, mới đầu cũng hấp dẫn lắm chứ bộ. Lên con nó vậy. Trời ơi, khi mà chị mới tới. Ừ. Chị mới tới cái em Hoàng. Hoàng nó nói như là chị em đào được mớ con củ bị lớn vậy nè. Chị cười muốn xỉu luôn á. Đó, anh nông dân làm nông ở Mỹ nha. Đúng là biết rồi. Em thấy có cái dây kìa, có củ không? Ủa, cái có củ nhỏ nhỏ kìa nè. Củ đó bằng củ đó. Gì con? Hả? Có ở đâu đây? Con thấy củ hả? Đó, 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 coi có củ kìa. Ừ, con thấy chưa? Còn mà. Còn phương ngồi thôi, chứ cái chân này hết rồi. Cái này nè, đó rồi đó. Ghê chưa? Anh Năm ảnh nhìn xuyên thấu qua đất luôn. Mày bốt ai có nhờ anh Năm đi coi phong thủy nha. Trời ơi, mướp, mướp nhà Năm nè. Ngon quá nè Năm. Năm mình bư vô mình cầm. Cầm nó bay luôn. Mướp lần kia cũng còn qua trái nữa kìa. Mướp nè. Nhà không có gì ngoài điều kiện hết. Quá trời mướp luôn Năm ơi. Nhìn nó đưa vậy đó mà. Nó mọc đầy luôn đâu đó Năm. Rồi mình lấy gỗ mình đựng khoai đi Năm. Lúc lại cũng còn cháu quá trời. Dạ. Anh Năm ơi, anh đi lấy gỗ làm khoai anh ơi. Ngồi nhà anh Năm mướp. Mướp sai trái ghê á. Dạ anh đứng đó, đứng đó. Ủa, đứng đó từ từ rồi hãy đi vô. À, nhẹ vô. Ừ, đó. Rồi. 1 2 3. Đây là cái gì nè? Khổ quá hả? Khổ quá. Nhìn là biết khổ quá rồi. Dạ anh dẫn em qua vườn xã vậy anh. Ok, đi qua vườn xã. Quế phải không ta? Đây là xả. Xả tươi tốt ghê ha. Chồng tét thôi mà bây giờ nó ra. Quá trời luôn. Tốt, mê quá ha chị ha. Ừ. Cái lá này thơm lắm á. Lá quá trời tốt. Đúng rồi. Không, cái này qua năm á là mình để tới khi nào mà lá nó rụi rồi mình để tạo á. Bây giờ là mình đi mót đọt khoai lang. Rau lang. Đọt rau lang.
Ui cái món rau lan á em nhớ là đúng rồi. Em nhớ là mình trụng sơn cái xong cái mình phi tỏi với nước tương á. Xong cái mình cháy tỏi với nước tương xong cái mình bỏ rau lan vô. Không, chị Hương hay nấu ăn nữa nè, Hương chắc. Sáng nào cũng nấu ăn phải không? Kiếm gì vậy con? Kiếm củ. Kiếm củ món củ gì cho cha ba sự phải không? Rồi 15 ngày sau mình quay. Trời ơi, tội nghiệp nhỏ kìa, nó mất củ gì cho ba sự nữa kìa. Mà kệ mấy củ thì ba không ăn được rồi con. Như vậy bàn đi. Trời ơi. À, đâu có bún đậu mắm tôm nữa vậy quý vị. Hôm nay dùng làm nước đâu đang làm nước trong cái lò đó. Rồi. Cái này hâm lại với em không? Ngồi hâm rồi ha. Đó là thịt chua bao tử cá bớp kìa chó. Bao tử cá bớp rồi. Đi thu hoạch khoai lang xong chắc này vô anh chị em làm mồi nhậu nha quý vị. Cuối tuần bao tử cá bớp á. Wow. Nó bự vậy hả anh Nấm? Đừng quay sát nha, nó văng. Bao tử cá bớp ba cái luôn mà anh Năm có bán không? Không, ba cái là cũng phải là ba cái cũng phải 1,5 kg. Wow. Lần đầu tiên mới biết là cá bóp bao tử nó làm phá lấu nha quý vị. À chuyện vậy đó, lần đầu tiên thấy. Dạ. Phá lấu đâu? Chùa mình phá lấu. Ồ vậy. Mà ăn má nói này ai biết đâu. Nó canh chua hả? À. Ăn giao vườn luôn đó anh. À cái nồi bên trong này là canh chua đây hả chị Năm? Ủa gì còn nồi ngoài này? Thì cái này xào trước rồi mới bỏ qua đó. Ồ. Nó tan. Này là anh Năm làm món gà đúc lò nha quý vị. Anh Năm nói lại anh Năm, gà là món gì anh Năm? Gà đúc lò. Gà đúc lò, nghe lạ quá vậy. Gà trống nha quý vị. Anh Năm đang ướp gia vị vô. Anh Năm làm món là gà đúc lò. Này mình chỉ bỏ vô lò nướng thôi chứ anh Năm hả? Nó ướp gia vị xong bỏ vô nướng thôi đó. Cái đó là cái gì? Dầu hả? Dầu để cho nó dính cái gia vị vô. À. Cho nó ngon. Dính cái gia vị vô. Dạ. Yeah. Cho gia vị vô trong cái lòng đó. Dạ. Ra thu hoạch khoai lang được một trăm cái chắc này vô làm mồi nhậu nha quý vị cuối tuần. Cà pháo mắm tôm nha quý vị. Năm chị Năm tự làm hay gì á? Nhà của anh Năm làm nhà cà pháo mắm tôm. Bên đây là Hoàng đang nướng sườn cù nha quý vị. Trời nó thơm quá trời Hoàng ơi. Cái này ai ướp vậy? Em ướp luôn. Hoàng ướp luôn phải không? Đó. Cái món mà sườn cù này là do Hoàng phụ trách nha quý vị. Nó ngon. Thơm quá. Cái này mình có chở bè không ta? Dạ. Có chứ, mình phải chở bè 1 lần nữa. Chở 2 lần rồi ha. Hai lần hả? Dạ, lần cho nó chín, lần cho nó vàng nữa. Yeah, quá hấp dẫn. Sườn cù ốp nướng. À. Lần đầu tiên mới biết được con cá bóp mà có cái bao tử hay là hai bao tử hả?
Và cái bong bóng nó có lấy không chị nào? Có. Ồ. Mà hình như không có bong bóng là sao? Vậy hả? Lần đầu tiên mới biết mà cá bóp mà có bao tử bong bóng bự vậy nè quý vị. Ngon quá. Quá trời hấp dẫn luôn. Đó, cái này múc ra là chuẩn bị nhập tiệc nha quý vị. Này mình rửa rồi mình khử rồi mình xào mình mới bỏ vô phải không nè. Mình rửa rồi phải thay đổ đi rồi. Gan cá bớp. Gan cá bớp mà trời, cái miếng gan nó chà bá lửa luôn vậy. Nó chín nè, giờ cắt cái gan nó ra. Một hai tờ ha. Rồi cá bớp mà cái gan nó bự nè quý vị. Ngon quá, nhìn quá. Cái gan nó nhìn ngon ha. Hình như là gan gà, gan vịt rồi vậy đó. Ủa, gan cá mà to cho bá lửa luôn. Có xả vô nè, luộc con tôm. Chưa? Ngon quá đi. Ăn. Đi. Mời cả nhà thôi cho cái nè. Cuối tuần nè. Vô cái đi. Dạ, đó chúc sức khỏe nha, vô. 2 3. Vô. Mà. Đây đây đây. Đó. Ok, cảm ơn Năm. Tại lái xe giảm lái xe. Tuyệt vời, tuyệt vời. Này ăn lấy vị nha chứ không có lấy bệnh nha. Còn đây ăn đi, tự nhiên đem được thì nó làm chi. Tổ rồi đây, bữa dạy lục xong một cách luôn đi, tự nhiên đem ra làm chi. Ngại cái ổng cắt mà nó ăn lại, người con, ăn quảng cáo. Văn là được nhất luôn á, ít nhiều gì cũng đem, nó xuống nữa cắt rồi, hay ghê, mình không ăn được. Cái này mình bán hay là mình mua về bán, mình ăn? Bán gì? Năm có bán gì vậy? Nhưng quý không biết cái luộc kiểu này rồi, nên luộc quá ngon luôn. Thì luộc sâu cỡ 10 phút xong. Nó bỏ chi thêm không? Gia vị có xả không? Xả không có gia vị gì luôn hả? À, thôi đó. Quan trọng là cái nước chấm của Năm làm á. Đâu làm con chứ em. Thử mà không? Thử lấy đủ á. Dạ. Thử bông tử cá. Dạ dạ. Cá rồi. Dạ. Tại người ăn được có hai con máy đâu được nhiều đó. Anh lần đầu tiên em mới biết được cá bóp với gan với bao tử nó bự vậy nè anh Năm. Mới thử cái gan nó ngon quá. Đây là đồ đặc của nó không nhỉ? Dạ. Ốc đi nè chị Hạnh ơi. Mấy con ăn đi. Ăn gái chi rồi rồi ăn. Trời mấy con được chia ra người hai con ba con gì đi chứ. Đưa cho sự đi. Đây có. Có nè. Chị mới có một con nghe, giờ con thứ hai nghe. Hai con rồi nha. Chưa sỉnh mà. Mới một con, thiệt sự. Trời ơi, có một con nãy chưa ra luôn mà con thứ hai. Ừ, thấy quang quá trời. Ờ, nghe tự bỏ chết qua đây quá. Ừ, chơi kỳ quá. Ờ, đồ thử cái này cái Hoàng ơi. Vô cái này cái anh Năm. Ông phải gót cho chị Hạnh một ly nữa mới được chứ sao vậy? Vĩnh Long mãi đến với Hạnh. Nhưng mà em nghĩ cái mắm hơi bị ngọt cái Năm á. Con nó trắng tươi luôn. Không có mắm. Con ốc ruột trắng tươi luôn á. Ốc này nhờ anh Năm có bán nha quý vị. Ở thành phố Greenville, North Carolina đó. Quá tuyệt vời luôn. Ngon quá nè. Quá nướng gì mà có đắng vậy? Nướng gì mà đúng hôn đó vậy? À, xong rồi nè. Gà, chạy đốt lò. Gà đốt lò. Không, anh thử cái bao tử cá nó còn ngon lắm luôn á.
Gan cá ngon à? Gan cá ngon. Gan cá ngon mới thử. Này là bao tử. Thôi để chị thử món này gì? Chấm mắm. Chấm mắm mặn. Thử cái bao tử cá này ngon quá. Giòn dai dai giòn ngon quá. Chưa. Chị hả chị hả? Nó bự vậy sao? Trời ơi, xin miếng 1, 2, 3 vô vậy hả? 2, 3 vô cũng bự. Hắn này nóng cho nó ngon rồi, để ngủ chút nữa. Món này là tụi ấy là 5, 7 hả? Hoặc thử ra đây hả? Dù nó có con ốc gì không? Thử ra đây. Ngon ghê. Ngon không? Rau sống vô chị Hạnh, có rau sống đây nè. Rau chị Năm rau sống cho chồng tới. Rồi vô nghe. Vô, vô chị Hạnh ơi, vô chị. Vô. Nè mời chị, vô, dạ. Vô, vô. Chị, dạ. Chị Quý. Bữa nay nhậu sức mà vui dạ. Chị đâu nghỉ nhậu đâu. Nghỉ suối nè. Suối nè, suối nè. Qua mấy hôm nay không? Đây có ai có trên đài hả? Ổi quá. Đây là cái đồng hồ. Ồ cái đồng hồ hả? Ủa quý thấy chịu thấy đào Pha Lan chưa? Chưa, nhiều không? Nhiều. Vậy hả? Ngon, ngon không? Nấu thử chưa? Chưa nấu mới đào nhiều. Làm món cừu đi. Cho em cái đi nè. Cho em cái sườn cừu đi. Để xong rồi. Đồ khác tới đàn đó. Chứ gì cây thồng Mỹ. À bươi đó. Cảm ơn. Nè bơm bơm. Sườn cừu nha quý vị. Em ăn nữa. Không em ăn em nơi. Em nghĩ bỏ vô chén kìa đi. Còn bỏ cái dĩa đó. Bỏ vỏ nè. Từ từ quý ăn. Ngon. Quý đang ghiền cái món này quá à. Ai ăn ốc bắt chị Quý đổ vỏ nghe. Chơi chơi với ai chơi lại chị Quý chơi ăn ốc bắt chị Quý đổ vỏ làm nhiều thiệt nãy giờ con thứ tư năm vậy rồi ai biểu ốc của anh Năm bán ngon quá đúng không đó. Nhớ cái đợt này hồi xưa có thú nhà anh Phong đang có hồi trước cũng thế nào mà nhưng mà hồi nữa ăn không thấy ngon. Có nghĩa là chắc hồi nó mua nhiều quá, răng nó lụt nhiều quá. Lụt chi mà tràn hang đại hải là ăn coi như mấy con. Nhưng mà như vậy mới thấy ngon. Cái gì nhiều quá đó. Nó không lên với cồn rồi. Đẩy hỏi rồi nó không ăn bún. Mà hả là hồi cái sườn cù nó mềm, thịt cù mềm ngon quá ha. Nóng quá. Mềm. Cầu nhà lên 77 luôn. Vừa ăn nó lắm thật hả? Xem lắm này á. Món này của Hoàng à. Dạ. Hàng cái nãy gì màu khang. Hoàng ớt. Hoàng ớt sườn cụ ngon quá. Ớt vừa ăn luôn quá. Mình phải tự tin lên chứ. Mình đừng có mở. Ớt này ngon đấy. Ăn xong mình nói người ta cũng biết em làm rồi á. Nhưng thanh minh. Như thấy cái gì đem về. Tự tin đi quá. Còn mắm nem không qua gì lấy miếng mắm của bọn mình, một miếng tỏi với lại là dầu hào. Vô. Dạ anh vô cho quý. Chứ thôi đừng uống rượu luôn đi, đừng uống bia, đừng uống hai cái cua lắm. Tao uống miếng này cho máu huyết có lưu thông cho đỡ đau chân chứ. Ngon không? Ngon ghê á. Cái gì cũng ngon hết chừng. Ghê không? Ghê không? Ghê không? Em tưởng đâu cái ly nghe em này giống đồ thị có năm nặng quá vậy? Đồ thị mà. Ờ hả? Nhà Năm là xài hàng xịt không hả? Sưu tầm đồ cổ mà, chuyên sưu tầm đồ cổ. Ủa ly nặng đẹp. Ủa ly đúng rồi. Ngon. Nhìn giống mình của vua chúa hả? Ngon quá hả? Món mới à, món mới rồi trời ơi món mới nha quý vị đó bữa nay là món này là người ta nhậu xỉn chơi cái này mới đem mồi ngon mồi mới đó cái này là xay mồi món này bữa nay sinh nhật anh Năm nè món này đặc biệt là gà đúc lò gà đúc lò đó ôi trời lâu quá trời hấp dẫn quý vị ơi đúc lò đúc lò công nhận cái gà nướng này da nó đẹp quá ha. Đẹp. Thơm quá thơm. Da nó vô vô. Món lửa luôn. Dạ. Mình mò mới đây. Mồi mới. Mồi mới. Này giống mới làm chân mà sức giàu lên đó. Làm chân xong dây dép bên nghe em. Có dao dao màu cam đang hoàng nha. Trước khi cắt là mình phải chan nước vào. Cho nước nét ha. Kinh nghiệm dễ sợ chưa? Kinh nghiệm ha. Nhìn nó thơm quá Năm ha, anh ớt này thơm. Thơm.
Trời, hồi nãy đem con gà trước đi làm mấy món thì là xong rồi bỏ chưa chắc. Ăn con gà đi cho hết rồi được ăn. Nhưng mà bây giờ mình nếu như mà mình ghiền gà là mình phải ăn cái này trước á, chứ không thôi ăn gà cái này ế. Đúng rồi, bởi vậy tụi nó nếu mà nãy nếm này lên trước. Ồ, ngon lành luôn, quá trời ngon luôn á. Anh canh nãy giờ. Anh năm bánh canh giờ nãy giờ mà. Mắc mặt á. Đó, giờ mình cắt ra cái mình mới chan cái nước kia lên cái rồi mình ăn. Chan lên mình đem vô đút lò lại. mình chan lên rồi mình vô mình đút lò làm nữa. Sẽ vậy trước này em đặt vài đường á là nó luôn. Mình phải đút lò làm nữa rồi nó không chín thì mình mới đem mình ăn chứ. Tưởng đâu. Ủa vậy đem vô nướng lại nữa hả anh Năm? Ờ, đúng rồi, chín rồi. Đang ghẹo anh á, chứ này nó chín ngon quá trời luôn nè. Vô đút lò nha. Cái này là đút lò làm kiểu Hồng Kông mà. Đó. Nhìn đâu rồi vậy? Nhìn anh Năm cũng giống người Hồng Kông lắm rồi. Giống Châu Nhật Phát á. Giống Nhật Phát. Ồ, cái cánh nhìn hấp dẫn quá ha. Cái da nó già. Vàng tươi ha. Mở nhỏ lại ra xem. Biết cái cánh là của ai rồi đó. Hiểu rồi đó. Của Phương, hiểu, Phương hiểu, gì hiểu. Nữa? Ôi. Hai cái cánh mỗi người cái. Cái gì mà nãy trời cứ dành mất. Ai kêu ăn không nổi vậy? Nhưng mà cái mày, ai kêu ăn không nổi vậy? Phòng chị nhá. Nhưng mà cái cánh là phải gặm rồi, phải nói. Vậy ông 10 câu ấy sao còn là đúng rồi chị? Ê, giờ mình cho cho mình đi, cho nó ăn không? Câu, cũng có gì quý, bây giờ người ta nhịn cái cây nha. Giờ mà cho hết cái này là năn nỉ cho ăn thì năn nỉ, đâu có tính phần chị. Thôi nhưng mà bữa nay biết rồi. Bữa nay mà làm đừng bỏ cánh nha, phải tính thằng chủ quý chứ. Cái gì mình không biết mình này có lấy kéo dễ làm anh không? Kéo cắt dễ không? Anh Năm đầu bếp. Không, chắc mẹ bao tay lòng xé ra luôn anh em này. Nóng lắm chịu nổi. Nóng lắm. Nóng lắm. Mang bao tay mà tay cái nóng lắm chịu nổi. Hả? Đưa cái cánh cho chị Quý luôn đi. Đó, mời chị Quý đi. Lấy cái chén mới cho chị Quý đi. Chị ăn hết món này để đây. Thôi để đây, để đây, để đây. Thôi lấy chén giấy mà, chén mũ mà. Thôi chén giấy đi, chứ để đây nó ướt qua đây. Đúng. Chị nó để ý là để đó. Đó, để đó. Chị ghi tên của chị vô đó rồi. Nhắm cái đũa vô làm mai đụng vô nữa rồi. Thôi đi nó ngồi. Rồi, được rồi. Giờ ngồi canh đó nha. Ủa anh Năm không khứa chan lên nữa hả? Giờ chan nè. Rồi sẵn nè, ông ra tay ông làm mọi nhỏ nhỏ cho người ta dễ gấp ông Năm. Ca miếng đây rồi. Cho ông để nguyên gà đây nhìn luôn á. Ngắm thôi. Ngắm cái nè. Xẻ đây như đúng rồi mà. Ngắm cái nè, uống biển nè. Vô cái này mừng mồm mới. Vô mừng mồm mới đi vô. Ngắm gà hỏa thân mẹ. Anh nói cái này là như uống xong rồi người xách miếng về đó. Nhìn hấp dẫn hả? Thử đi, ra tay đi. Thử đi Phương. Em ra tay đi. Miếng đi. Hết mọi người miếng đi chứ. Không, em lấy phần em đi. Ăn cánh thì cứ lấy cái cánh đó. Cái cánh dưới gạch đó nữa. Không, lấy cái cánh đi trước đi xíu thì lấy cánh dưới. À ấy, có chờ xem ăn kìa. Nó nồi, nó nồi chứ. Ủa mà mình nói đúng sự thật luôn, Phương cũng thích cánh luôn. Rồi thì anh xem ăn thử hả? Đó chan vô nước nóng lắm à. Nóng lắm. Phải mình em lấy kia ra đúng không? Được rồi, năm giờ dạ. Lên cái đó. Nhiều luôn á. Nó chạy không được luôn á. Ở vô chén của mình nè cho anh ăn. Không nhưng mà cũng không đắt lắm nhiều quá. Nửa chai hả? Lỡ xỉu luôn á. Xỉn thì cũng xỉn mà. Đi xa đường đi lạc được lát xin em mở xin gum rồi chứ đừng nói chai chị mới có nhiêu đây ạ. Đây là ok rồi đó. Dạ chấm xuống nước đó chấm mấy xuống xe nước. Đi lát chồng thì hạm chở gì mình đó đúng rồi chở về luôn chứ. Hoàng ơi em lấy cái dao á em lọc lọc rồi nóng không Hoàng ơi à, bắt trang chứ Hoàng lấy dao cái cho bắt trang cái sao lấy cái gì lấy rồi được rồi dao lấy cái lá cho bắt trang một cái đi nó nặng lắm. Không, nó mang chị ơi, để cho nó
nó mang mẹ nó đi. Này mẹ nó. Cái đùi, đó, cái đùi con gà giống như con thất kỳ luôn, nó bự nè. Giảm hai thì cái đùi con gà này đúng bự luôn á. Đúng bự luôn. Đó anh nói xong rồi cái nước cũng sốt ngon á. Cái giấy sạch lau đi. Lau nó ra kia để đi. Chạy vô thấm vô cái nó rồi mất không đâu. Đây nè. Kê vô đây. À cái ăn nào? Rau sao không? Ngon ha. No, không ăn ăn đi. No quá trời no rồi. Đúng rồi đó, no dữ lắm. Ăn nổi. Ngon thiệt. Tự giờ chứ đầu hàng nó giơ tay kiếm nha. Nói vô. Xin lỗi chứ mình cũng làm luôn cái bánh nên lỡ rồi, kiếm thôi có một cánh lận điện. Ừ, lỡ phải ăn được. Rồi, nó bại, nó không bay nổi. Không bay nổi nha, phải ăn luôn thêm cánh. Lỡ phải ăn đi nha. Ăn cánh bỏ cẳng. Nè, nó cho mày cái trên đó. Đó, giờ thương lắm rồi, tại mấy cái này thôi đó là ăn. Không như có cái gì đâu. Không như có cái gì đâu. Cái đó là mình hấp bầu, mình nướng một tiếng anh nè. Nói chung là từ cái con gà này nãy mình chưa xả nó hết, nướng lâu. Chứ không thôi nướng cỡ 40 phút mà. Cuối cùng là nướng bao nhiêu phút? Chắc một tiếng. Là mình no mà mình vẫn khó nướng hả? Đúng không chị? No rồi, thích ăn. No quá, thấy cái gì không? No thiệt, nhà vẫn thích ăn. Làm luôn cái đầu rồi nó đậu không luôn quỷ. Đúng không? Nhậu quá. Kì là đúng này mà chọn ớt vô. Tại do no quá. No quá. No quá tại. Có lấy gì cho ăn thử không? Dạ không, được rồi anh ơi, không ăn đâu. Em không no rồi. Ờ, lấy thêm tre ăn không? Bây giờ ăn thử nè. Dạ, cho ăn thử cái gì nữa mốt đó đâu mà. Để chỉ cho là. Thôi em biết làm đó. Mấy cái này nè, cái đồ mươi nè. Đó. Dạ, dạ, dạ. Lấy cái hộp đi. Hả? Bỏ nó không, không ai ăn hết. Ghê luôn. Không, hồi nó lên xe đúc không ăn. Thôi, có giờ ăn gì nữa. Ở sẵn khác coi nè. Bữa nay em đi nhậu, em mới học được cái món này nên ăn thử ngon thì em làm cho anh ăn. Chẳng là sẵn làm cái đâu. Thì mình nói gì mà. 10 hơn 10 phút chị, khoảng 10 phút giờ. Cảm ơn. Cái này mới ngon. À, đúng rồi, thích ăn xương, em là thích ăn mấy cái xương khô đó. Xương đó, quý thích ăn xương hả? Không, cái đó thì em mát rồi. Cái này có một câu.